Chào Nguyễn Như Quỳnh nha, xin chào tất cả các em. Chào Nguyễn Như Quỳnh. Chào Nguyễn Thế Anh. Chào tất cả các em nha. Gọi các bạn vào cùng học nào các em ơi. Gọi các bạn vào cùng học nào các em ơi. Được bao nhiêu bạn rồi? Nghe rõ không các em? Nghe thấy cô Huyền nói không? Nguyễn Thế Anh, em là người xem đầu tiên. Rồi, chào Trần Nhật Trí, Phạm Trọng Quỳnh, chào tất cả các em nha. Cô chào Phương. Chào Phương like và chia sẻ giúp cô và gọi thêm các bạn vào cùng học nào. Cô chào Hoàng Mạnh, Phúc Lê, Phương, Nguyễn Duy, Hoàng Trần Bảo Uyên, Ngọc Ánh. Rồi, chào tất cả các em nha. Nhớ chia sẻ để gọi thêm các bạn vào cùng học cho vui nào các em. Đợi các bạn gọi thêm các bạn vào khoảng tầm 1-2 phút nữa mình bắt đầu học nha. Nghe rõ không? Rồi, cô chào Ninh Sang. Chào Nguyễn Huyền, chào Man Nhi, chào tất cả các em nhé. Rồi, cô thấy âm lượng có vẻ ổn rồi đây. Rồi, trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em ôn tổng hợp sự điện ly. Và cái file này, đây chính là file mà cô tặng các em làm hôm mùng 2 tháng 9. Đó, đây là các file mà cô tặng các em làm hôm mùng 2 tháng 9. Vậy các bạn comment xem là các bạn đã làm hết các file này chưa? Cô chào Nguyễn Minh Hiếu, cô không thấy em, cô thấy em mà. Chào Gia Trường, Nguyễn Huyền ơi, hôm nay like lớp mấy vậy cô? Hôm nay cô like 2K5 nha. Ôn tập tổng hợp sự điện ly. Rồi. Gọi các bạn vào nha. Nhớ like và chia sẻ giúp cô nha. Đông bạn cho vui nào các em. Rồi, không biết là cái file này thì hôm mùng 2 tháng 9 nghỉ lễ thì có bạn nào làm chưa? Comment ra đây cô xem nào, làm được bao nhiêu câu trong số 20 câu rồi? Comment nào. Rồi, cô chào Quân Đinh Minh. Rồi, Minh Hiếu sao cô không chào em nữa, cô chào em rồi mà.
nhá. Làm chưa? Bạn nào làm rồi thì comment vào đây cô xem là chúng ta làm được bao nhiêu câu rồi. Nguyễn Minh Hiếu, cô ơi, có tài liệu CO2 và OH trừ không cô? Em xin mới. Tất nhiên là lớp học group kín của cô Huyền thì chắc chắn là có tài liệu rồi nhá. Còn ở ngoài fanpage thì cô chưa có like đến nên là cô chưa có cung cấp tài liệu, vì bây giờ là group kín cũng như là ngoài fanpage thì cô Huyền mới đang ôn tập sự điện ly, tức là mới đang học ở chương 1 nha các em. Cô chào Trần Thị Phượng Linh. Cô chào Trần Thị Phượng Linh, chào các em nhé. Bây giờ thì chúng ta cũng đã chào nhau được 5 phút rồi và cũng có các bạn vào đã đông đủ rồi. Thì chúng ta bắt đầu học nha các em. Hôm nay cô sẽ cùng các em ôn tập lại một chút về sự điện ly. Và lưu ý là lớp học trong group kín thì cô Huyền vẫn đang tuyển sinh nhá các em nhá. Có một số bạn bảo cô ơi, thế trong group kín bây giờ cô Huyền có còn tuyển sinh nữa không? Thì lưu ý là trong group kín thì cô Huyền vẫn đang tuyển sinh. Cô Huyền vẫn đang tuyển sinh nha các em. Và trong group kín thì học phí của chúng ta sẽ là 600.000 một kỳ. Và nếu như bạn nào mà đăng ký cả năm thì học phí của chúng ta còn 1 triệu trên năm nhá. Và ngoài ra thì các thầy cô Việt sách còn có combo hai môn toán hóa, lý hóa, hoặc là combo 3 môn toán lý hóa. Đấy, bạn nào mà quan tâm đến combo môn hay là đăng ký học cùng cô Huyền trong group kín nhá, thì các em hãy inbox trực tiếp fanpage. Đây, các em inbox fanpage. Cụ thể là fanpage cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12, chính là cái pet line này của cô ấy, để được các chị trợ giảng, tư vấn và hỗ trợ nha các em nhá. Rồi, và ngoài ra thì trong lúc cô Nai này có bạn nào mà băn khoăn muốn hỏi cái gì về lớp học trong group kín thì các em cứ mạnh dạn hỏi nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng và học được chưa nhỉ các em ơi? Cô chào Quốc Nam, Giang Võ, Hồng Nhung, Phúc Lê nha. Các em ơi, sẵn sàng học chưa nhở? Sẵn sàng học rồi thì hãy comment vào đây là em sẵn sàng. Và ngoài ra thì hãy thả tim cho cô để chúng ta cùng bắt đầu vào buổi học nào các em ơi. Sẵn sàng chưa nào? Rồi. Câu số 1 nào các em ơi, câu số 1. Xem đáp án ở đây là gì nào? Câu số 1 nào các em ơi. Có là thấy các bạn như là Văn Thị Thùy Dung, Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trần Bảo Uyên, Nguyễn Thế Anh chọn câu số 1 ở đây là C. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Dung dịch A có pH nhỏ hơn 7. À, dung dịch A có pH nhỏ hơn 7. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là sẽ loại đi B và loại đi D. Bây giờ chỉ còn A và C là có pH nhỏ hơn 7 thôi, đúng không? Phân tích tiếp này, tác dụng được với dung dịch barium nitrat tạo kết tủa màu trắng. Vậy tác dụng được với barium nitrat tạo kết tủa màu trắng thì chỉ có thể là C thôi, đúng không? Nhắc lại phương trình hóa học này. Bari nitrat phản ứng với axit sulfuric.
À, chúng ta được kết tủa trắng là bari sunfat không tan trong axit mạnh. Chú ý cân bằng phương trình thêm 2 và axit nitric nhá. Như vậy chốt câu 1 là C. Câu số 1 này thì không thể nào làm khó đối với các em được đúng không nhỉ? Rồi. Cô chào Trần Quang Hưng, chào Như Anh. Chào anh Hào. Rồi câu số 1 ổn áp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 2 nha các em. Câu số 2. Dung dịch B có pH lớn hơn 7, tác dụng với dung dịch kali sunfat tạo kết tủa, dung dịch B là. Mấy câu này thì chắc là không làm khó được chúng ta rồi, đúng không nhỉ? Comment đáp án đi cô Huyền xem nào. Anh Hào 2C, Nguyễn Sinh Hùng, Văn Thị Thùy Dung 2C. Nguyễn Thế Anh 2C. Rồi cứ mạnh dạn comment nhé. Mai Văn Thiện Hoàng, Hoàng Trần Bảo Uyên, Giang Võ 2C. Đó. Như vậy là câu số 2 này cũng không làm khó các bạn rồi đúng không nhỉ? Chúng ta cùng phân tích này. Dung dịch B có pH lớn hơn 7. À, pH lớn hơn 7. Vậy thì chúng ta thấy ngay là dựa vào cái dữ kiện này mình sẽ loại đi A. Loại đi D, đúng chưa? Tác dụng với kali sunfat tạo kết tủa, vậy chỉ có thể là C thôi. Đấy, cụ thể phương trình hóa học như sau. Bari hydroxide phản ứng với kali sunfat. Đây là phản ứng trao đổi bình thường đúng không? Dung dịch bazơ phản ứng với dung dịch muối thì được muối mới và bazơ mới. Vậy muối mới ở đây là bari sunfat, kết tủa trắng, không tan trong axit mạnh. Và bazơ mới ở đây là kali hydroxide. Và chú ý cân bằng phản ứng thì thêm 2 và kali hydroxide, được chưa nhỉ? Đó. Như vậy câu số 2 này thì cũng không hề làm khó chúng ta đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến câu số 3. Điều khẳng định nào sau đây là sai về các dung dịch sau? Nào chúng ta sẽ xem là câu số 3 này. Các bạn comment đáp án ở đây là gì nào? Câu số 3, chú ý nhá, chọn khẳng định sai. Cô Huyền vẫn hướng dẫn các bạn đó, đó là gì? Từ khóa quan trọng thì các bạn hãy gạch chân lại hoặc khoanh lại để tránh trường hợp chúng ta khi mà mình đi thi, mình bỏ sót từ khóa quan trọng, mình khoanh nhầm đáp án nha. Câu số 3 nào, cô đang chờ các em comment đây. Câu số 3, Quốc Nam bờ. Giang Võ, Nguyễn Thế Anh, Yến Nhi 3B. Ban nãy thấy Thế Anh nó comment 3C, mình đã định mắng nó rồi, bây giờ thấy nó comment lại 3B rồi. Nguyễn Sinh Hùng, Văn Thị Thùy Dương, Ngọc Ánh 3B. Đấy thì cô Huyền vẫn bảo các bạn là gì? Học hóa với cô Huyền thì không phải sợ, không phải ngại gì nhá. Cứ mạnh dạn comment sai ở đâu thì cô Huyền sẽ chỉ ra cho chúng ta. Còn không phải sợ cô Huyền mắng hay là gì cả. Bởi vì là sai thì cô Huyền nhắc cho chúng ta sửa thôi. Đấy. Học hóa cô Huyền là mặt cứ phải dày lên. Mặt chưa dày thì chưa phải là học sinh cô Huyền rồi. Nào. Nghị sĩ 3B. Nguyễn Thế Anh ơi em nhấn đâu rồi. Nhìn lại nhá. Vừa nãy thấy comment 2C, 3C đó nha. Cô nhìn thấy rồi nha. Rồi. Yên tâm là có xóa comment thì trong bộ não của cô đã ghi nhớ rồi. Cô Huyền bảo rồi, sai thì sửa, không phải xóa comment. Trời ơi, xóa comment đấy thì không phải học sinh cô Huyền rồi. Câu số 3, điều khẳng định nào sau đây là sai thì các em chú ý nhé. Để làm được câu số 3 này thì chúng ta phải nhớ được về sự thủy phân của muối. Thì về cái sự thủy phân của muối này thì các em ơi, không phải là tất cả các bạn đều học, bởi vì là chương trình cơ bản trong sách giáo khoa thì không có đề cập đến sự thủy phân của muối. Do đó thì cô Huyền, những cái phần này cô Huyền chỉ like thêm ở trong group kín thôi. Thế còn ở ngoài fanpage thì cô sẽ like những gì là cơ bản nhất cho tất cả các em học sinh. Vậy thì ở đây nhá, chúng ta thấy rằng là điều khẳng định sai ở đây sẽ là gì rồi? Chắc chắn là đáp án B rồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ở cái trường hợp natri hydrocarbonate thì anh này là muối tạo bởi kim loại mạnh và gốc axit yếu.
Do vậy là môi trường của dung dịch là pH sẽ lớn hơn 7, đúng không? Vậy đến cái trường hợp B này là sai. Do đó là chúng ta sẽ khoanh đáp án B nhé. Được chưa? Rồi. Và cái kiến thức về sự thủy phân của muối thì chương trình cơ bản chúng ta không có đề cập, do đó là cô cũng không có nói nhiều ở phần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu số 4. Câu số 4, câu trích ở trong đề khối A năm 2008. Đó, khối A 2008. Nội dung như sau, cho các chất. Các chất của chúng ta gồm nhôm, nhôm bauxit, nhôm sunfat, rồi ở đây chúng ta có thể gọi là nhôm oxit luôn, bởi vì nhôm thì có một hóa trị đúng không? Kẽm hydroxit, natri hydrosulfur, kali sulfit, đấy K2S3 kali sulfit, amoni carbonate, số chất đều phản ứng được với dung dịch axit chlorhydric và dung dịch natri hydroxit là. Câu số 4 nào, các em ơi, comment đáp án ra đây cô xem nào, xem là câu số 4 chúng ta sẽ chọn gì nha. Nguyễn Sinh Hùng 4A, Giang Võ 4C, Nguyễn Thế Anh 4C. Rồi đứa thì chọn A, đứa thì chọn C. Vậy thì chắc chắn là sẽ có bạn sai ở đây rồi. Bởi vì mình có là trắc nghiệm một lựa chọn thì chỉ có một đáp án đúng thôi, đúng không nhỉ? Rồi, ở Phạm Trọng Quỳnh 4A, Yến Nhi 4C. Thì các em lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem là A hay là C đây nha. Mai Văn Thiện Hoàng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thế Anh 4C. Sinh Hùng nó đã đảo lại đáp án rồi đấy. Thế thì bây giờ mình cùng phân tích này. Đây, cô sẽ lấy một tờ giấy nháp ra để bây giờ chúng ta sẽ phân tích câu số 4 nhé các em nha. Trước tiên là nhôm. À, nhôm có thể phản ứng được với axit chlorhydric bởi vì kim loại phản ứng với axit mà kim loại đứng trước hydro thì nó là điều rất đỗi bình thường. Thế còn phản ứng với natri hydroxit thì các em lưu ý nhé, nhôm có thể phản ứng được với dung dịch kiềm, cụ thể như là natri hydroxit để thu được muối aluminat NaAlO2 và giải phóng hydro nhá. Cân bằng ở đây thì chúng ta chỉ việc thêm 2 vào nhôm, 2 natri hydroxit, 2 vào nước, 2 vào muối natri aluminat và 3 vào hydro. Như vậy ở đây chắc chắn là sẽ có nhôm rồi. Thế có một câu hỏi cô muốn hỏi với các em, đó là nhôm có thể tác dụng được với axit chlorhydric và natri hydroxit. Vậy có thể nói nhôm là kim loại lưỡng tính không? Có thể nói nhôm là kim loại lưỡng tính không? Nào, cô Huyền hỏi đây là một lỗi sai mà rất nhiều bạn hay mắc phải nhá. Các bạn thấy là nhôm có thể tác dụng với axit chlorhydric, có thể tác dụng với dung dịch natri hydroxit. Vậy có thể nói nhôm là kim loại lưỡng tính không? Rất nhiều bạn bị nhầm cái chỗ này, do đó là cô Huyền sẽ phân tích cho chúng ta nhé. Quốc Nam, cô không đọc comment của em. Bạn nào mà chưa thấy cô đọc ấy thì có thể comment lại. Bởi vì là nhiều bạn comment quá nó bị trôi nhá, các bạn có thể comment lại. Rồi, Hoàng Trần Bảo Uyên không phải ạ. À, đây rồi, cô thấy comment của Quốc Nam là phương trình hóa học đúng không? Rồi Nguyễn Sinh Hùng không. Kim loại không lưỡng tính, nhôm không phải là kim loại lưỡng tính và Quốc Nam thì không có khái niệm kim loại BD. Đúng rồi nha, bạn nào mà nói cái từ kim loại lưỡng tính nha là sai nha. Không có khái niệm kim loại lưỡng tính nha. Nhá, không thể nói là kim loại lưỡng tính nha các em. Chú ý là không. Đó, bạn nào mà nói rằng là nhôm là kim loại lưỡng tính là sai đó nha. Đó, không nha. Thế bây giờ mình phân tích tiếp này. Al2O3. Đây là oxit lưỡng tính đúng không? Nó có thể tác dụng được với axit chlorhydric và natri hydroxit. Vậy ở đây chọn nhá. Cái phương trình hóa học nào mà bạn nào chưa biết viết ấy thì có thể comment vào đây để cô sẽ hướng dẫn nha. Rồi, đó, cô thấy các bạn comment rồi, chuẩn rồi, may quá. Cô cứ tưởng rằng là có bạn nào đấy không nắm được phần này. Rồi, nhôm sunfat thì chúng ta sẽ loại rồi. Đó.
Nhôm sunfat thì nó chỉ phản ứng được với natri hydroxit thôi. Thế kẽm hydroxit thì đây là chất lưỡng tính, hydroxit lưỡng tính. Vậy thì nó có thể phản ứng được với cả axit chloric và natri hydroxit. Natri hydrosulfur, đây cũng là chất lưỡng tính nha. Khoanh lại. Thế cái trường hợp natri hydrosulfur thì chắc là nhiều bạn còn băn khoăn đúng không? Vậy thì cô sẽ bổ sung phương trình hóa học ở cái phần natri hydrosulfur nhé các em nha. Thì các em chú ý này. Natri hydrosulfur khi phản ứng với axit chloric thì đây chính là axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối thôi, mình sẽ thu được natri clorua và hydrosulfur. Được chưa? Thế còn trong trường hợp mà natri hydrosulfur phản ứng với natri hydroxit thì chúng ta sẽ thu được ở đây là gì? Natri sulfur. Đó. Natri sulfur và nước, được chưa? Hình dung ra chưa các em? Bạn nào mà chưa nắm được phương trình hóa học thì đây nhá. Và tiếp theo này. Kali sulfit thì ở đây chúng ta cũng sẽ loại rồi bởi vì nó chỉ phản ứng được với axit chloric thôi. Amoni carbonate thì có chọn không nào? Cái chốt nào amoni carbonate có chọn không các em? Ra trường mấy câu trắc nghiệm kiểu đó em ngu chúa. Trời ơi. Những cái bài này nếu mà mình cảm thấy kém một phần nào thì mình luyện nhiều ở phần đấy. Làm sao đâu. Cảm thấy kém ở phần nào thì mình luyện nhiều ở phần đó nha các em. Nào bây giờ đến cái trường hợp cuối cùng nào. Amoni carbonate thì sao? Comment ra đây cô xem nào. Comment ra đây cô xem nào. Comment nào. Comment ra đây cô xem nào. Vẫn đang chờ các bạn comment. Nào trường hợp amoni carbonate có chọn không? Có chọn rồi, cô thấy đã các bạn comment là có chọn thì lưu ý là có chọn nha. Như vậy ở đây đáp án của chúng ta là C. Thế trong trường hợp mà bạn nào vẫn chưa nhớ được cái phương trình hóa học này thì cô sẽ lại nháp ra đây cho chúng ta nhá. Cô nháp này. Amoni carbonate NH4 tất cả hai lần CO3 phản ứng với axit chloric. Rồi. Quốc Tuấn có ạ, à. Đúng rồi nha, Yến Nhi có, chuẩn rồi nha. Thì các em chú ý này, đây chính là gì? Axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối thôi, mình sẽ thu được amoni clorua. Chú ý là axit yếu là H2CO3 thì cô Huyền vẫn bảo là không ghi H2CO3. Bạn nào mà ghi H2CO3 này là sai nhá. Bởi vì axit carbonic là axit kém bền, ngay lập tức bị phân hủy tạo ra CO2 và nước. Do đó nhá, tuyệt đối không ghi H2CO3 mà chúng ta sẽ ghi là CO2 và nước. Vậy ở đây cân bằng thì các em nhìn này, bên này có hai gốc amoni, vậy thêm hai vào đây. Thêm hai vào đây thì ở đây phải thêm hai vào axit nhá. Thế còn trong trường hợp nó phản ứng với natri hydroxit thì sao? Đây natri hydroxit. Thì các em chú ý này, sẽ thu được ammoniac nha, ammoniac, nước và natri carbonate. Như vậy cân bằng phản ứng thì ở đây sẽ là thêm hai vào natri hydroxit. Hai vào natri hydroxit, được chưa? Tiếp theo này sẽ là hai vào NH3, hai vào NH3 và hai vào nước, được chưa? Rồi, cô đã thấy các bạn comment rồi. Ổn rồi nha. Bây giờ đến câu số 5 nào. Câu số 5. Câu số 5 nào các em ơi. Câu số 5.
Đúng rồi, quốc nam, tạo khí có mùi khai. Câu số 5 nha các em ơi. Cô vẫn đang chờ các bạn comment đáp án ở câu số 5 này. Và ngoài ra các em nhé, cô Huyền có like, thi thoảng thì cô Huyền có like bổ trợ cho các em ở ngoài fanpage. Do đó các bạn hãy follow hoặc là like cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 này. Bởi vì là ngoài ngoài like, ngoài fanpage, thi thoảng cô like ngoài fanpage nhé. Thì cô có up các tài liệu tặng các bạn ngoài fanpage. Đấy, vậy thì các em ơi nhớ like hoặc là follow fanpage để chúng ta cập nhật nhé. Vừa cập nhật lịch like bổ trợ và vừa cập nhật tài liệu nha. Và ngoài ra thì bạn nào mà đăng ký học cùng cô trong group kín thì các em inbox fanpage để được hỗ trợ nhé. Bởi vì là trong group kín thì sẽ học theo lộ trình. Và ngoài ra thì các em ơi, các bạn đăng ký học trong group kín nhá, các bạn đăng ký học trong group kín thì cô Huyền có tặng khóa video quay bảng. Khóa quay bảng này gồm các lý thuyết theo bài học sách giáo khoa. Ngoài ra thì còn có dạng bài trọng tâm. Gồm gần 70 video quay bảng. Và ở ngoài fanpage thì cô đã từng công chiếu một số video quay bảng đấy. Không biết là ở đây đã có bạn nào đã từng xem cái video quay bảng của cô chưa? Ví dụ như là cô có quay một số bài như là bài cô có đăng lên một số bài như bài 1 sự điện ly. Đấy. Bài số 4 phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly nhá. Rồi. Câu số 5 nào. Câu số 5 cô thấy quốc nam, cờ, Nguyễn Thế Anh C. Rồi câu số 5. Thì các em chú ý này, cho dãy các chất natri hydroxit, thiếc 2 hydroxit, chì 2 hydroxit, nhôm hydroxit, chrome 3 hydroxit. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Trừ natri hydroxit ra, còn tất cả các chất còn lại thì có tính lưỡng tính. Vậy chọn C nhé. Được chưa? Chú ý là chrome 3 hydroxit có tính lưỡng tính. Thế còn cái anh vẫn là hydroxit của chrome. Nhưng mà câu hỏi này, chrome 2 hydroxit. Đây, chú ý nhé, chrome 2 hydroxit. Thì có lưỡng tính không? Comment cô xem nào. Có lưỡng tính không? Đó, ngoài các kiến thức ở trong bài học thì cô có bổ sung thêm cho chúng ta nhiều kiến thức mới nha. Đặc biệt thì team cô Huyền thì rất hay là ứng dụng các kiến thức hóa học vào đời sống và thi thoảng thì cô Huyền có đăng lên trên fanpage ấy, một số kiến thức hóa học mà chúng ta thường gặp trong thực tiễn. Đó. Rồi. Chrome 2 hydroxit có lưỡng tính không các em? Yến Nhi, Mai Văn Thiện Hoàng, Giang Võ, Long Đăng không có tính lưỡng tính. Rồi, không nha. Chrome 2 hydroxit đây là có tính 3 giờ nhá. Tính 3 giờ nhá. Còn chrome 3 hydroxit mới có tính lưỡng tính nha các em. Rồi. Như vậy xong câu số 5, bây giờ đến câu số 6 nào các em ơi. Câu số 6. Rồi cô đã thấy ở đây Nguyệt Lê Phương cũng comment là không có tính lưỡng tính. Rồi ok nha. Bây giờ mình sẽ đến câu số 6 nào các em ơi, câu số 6. Phương trình ion H cộng kết hợp với OH trừ được nước là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào? Comment nào.
6. Cô đã thấy Nguyễn Thế Anh, Long Đăng, Hoàng Vinh, Ngọc Ánh, Giang Võ. 6A. Chuẩn rồi, 6A nha. Đó, thế nhắc lại một chút về cách viết phương trình Young rút gọn này. Bước 1, chuyển các chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh về dạng ion HCl, vừa dễ tan vừa điện ly mạnh. Chuyển về ion natri hydroxit, vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, chuyển về ion. Tiếp theo này, các chất gì? Các chất điện ly yếu, chất kết tủa, chất khí để nguyên dưới dạng phân tử, nước điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Natri clorua, chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, chuyển về ion. Đó, như vậy là chúng ta có phương trình ion đầy đủ. Đây là phương trình ion đầy đủ nhá. Từ phương trình ion đầy đủ này chuyển về phương trình ion rút gọn thì chúng ta chỉ việc lược đi các ion giống nhau ở hai vế. Giống như kiểu là chuyển vế thì đổi dấu đi các em. Vậy Na cộng với Na cộng chuyển sang thì là hết đúng không? Đó, lược bỏ đi các ion giống nhau ở hai vế. Vậy Cl trừ, Cl trừ. Hết, lược bỏ đi. Vậy chúng ta thấy là gì? H cộng kết hợp với OH trừ, được nước, được chưa? Như vậy, chọn luôn A. Nhân tiện ở đây ôn lại một xíu về cách viết phương trình ion rút gọn nhé. Các bạn hãy comment tiếp ra đây cho cô cái phương trình ion rút gọn của cái trường hợp D này xem nào. Cái trường hợp D này có phương trình ion rút gọn như thế nào? Các bạn comment ra đây xem nào. Để xem là các bạn có nhớ cách viết phương trình ion rút gọn không? Nào hãy comment ra đây cái trường hợp D này có phương trình ion rút gọn như thế nào? Nó ôn tập lại một xíu về cách viết phương trình ion rút gọn đúng không các em? Câu số 6 nào, comment ý D. Phương trình ion rút gọn ở đây như thế nào nhỉ? Rồi. Comment tiếp đi cô xem nào. Phương trình ion rút gọn ở cái trường hợp D này như thế nào đây? Kiểm tra một xíu xem là học xong phương trình ion rút gọn rồi thì bây giờ nắm được như thế nào rồi. Đó, và ngày mai thứ bảy thì trong group kín có học các bài tập tính toán liên quan đến phương trình ion rút gọn. Đó, có bạn nào mà muốn tham gia học trong group kín thì các em inbox trực tiếp fanpage để được các chị trợ giảng tư vấn hỗ trợ nha các em. Rồi, câu số 6, cô hỏi thêm đấy, cái phần hỏi thêm đấy. Nào chúng ta cùng chữa nhá. Rồi. Nguyễn Thế Anh à? Thế Anh câu số 6 này nhá, phạt nhá. Lát nữa viết lại phương trình ion rút gọn của cái câu số 6 này 10 lần nha Thế Anh nha. Rồi. Cô đã thấy rất nhiều bạn comment, thế bây giờ chúng ta cùng chữa này. Đồng 2 hydroxit có phải là chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh không? Đồng 2 hydroxit. Vậy chúng ta để nguyên dưới dạng phân tử. Đó, cho đồng 2 hydroxit vào nước, chúng ta thấy rằng nó có dễ tan không? Không dễ tan đúng không? Vậy để nguyên dưới dạng phân tử này. Axit sulfuric vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, chuyển về ion. Và cô vẫn bảo đấy, cái Ca2 của axit sulfuric nó là bằng 10 mũ trừ 1,99. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn coi như là cả hai nấc nó điện ly. À, nó phân ly hoàn toàn được chưa? Và mình sẽ ghi ở đây là 2H cộng và SO4 2 trừ được chưa? Đồng 2 sunfat, chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh. Vậy chuyển về ion Cu2 cộng và SO4 2 trừ. Nước chất điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Và các em nhìn nhá, ở đây có hai phân tử nước này, phải để nguyên là hai phân tử nước được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lược bỏ đi các ion giống nhau ở hai vế đó thì chúng ta sẽ được phương trình ion rút gọn. Vậy chúng ta nhìn này, bên này có SO4 2 trừ, bên này cũng có một SO4 2 trừ, vậy lược bỏ đi đấy. Ở đây thì cô gạch đi luôn trực tiếp ở trên cái phương trình ion đầy đủ này thì chúng ta sẽ có phương trình ion rút gọn như sau: COOH tất cả hai lần cộng với 2H cộng được Cu2 cộng và hai phân tử nước. Câu số 6 nha, cái trường hợp D đấy, lưu ý bởi vì rất nhiều bạn là bị nhầm nha. Rồi. Ok nha. Đó. Cô chào Lộc Văn Thực nha.
Đây là like bổ trợ cho các bạn ngoài fanpage mà, like này là dành cho tất cả các bạn nha, Lộc Văn Thực. Like, cô like ngoài fanpage là dành cho tất cả các em. Các em cứ follow cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12. Đó, cô Huyền có like bổ trợ cho các bạn ngoài fanpage. Đấy, thế còn mà bạn nào mà quan tâm đến học cùng cô trong group kín, học với lộ trình cụ thể và theo các mức độ từ cơ bản đến nâng cao với mục tiêu 9, 9 cộng, thì các em inbox fanpage để được hỗ trợ học nhé. Và ngoài ra những bạn mà mất gốc này, muốn bồi lại gốc hay là muốn ôn tập cho kỹ thì cô cũng có bổ trợ nha. Đấy. Rồi. Thì các em có thể inbox fanpage để đăng ký được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến câu số 7 nào. Cho các phản ứng sau, mình có tất cả là mấy phản ứng đấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có mấy phản ứng có phương trình Young thu gọn là CO3 2 trừ kết hợp với 2H cộng được CO2 và nước. Câu số 7 nào các em ơi? Câu số 7. Comment cô xem nào. Câu số 7 nào các em? Comment cô xem câu số 7 nào. Nông Thu Sang, Mai Văn Thiện Hoàng 7D. Và các em comment luôn là các bạn chọn A, B, C hay là cái gì các bạn chọn ra. Đấy, các em chọn phản ứng nào. Đây, chọn phản ứng nào. Thì hãy comment cả ra. Đấy, ví dụ em chọn A, B, C thì em comment A, B, C ra để cô xem là các bạn chọn đúng hay sai nhé. Nào câu số 7 nào các em. Nguyễn Sinh Hùng, 4 phương trình và chọn A, B, C. Rồi, Mai Văn Thiện Hoàng A, B, D, E, G. Rồi. Cứ mạnh dạn comment ra nha các em. Yến Nhi 7D ABDEG. Nông Thu Sang 7D ABDEG. Nguyễn Huy ABCD. Rồi. Câu này thì có vẻ như là khá nhiều bạn bị sai, do đó cô Huyền sẽ phân tích kỹ ra một xíu nha. Rồi, câu này thì cô Huyền sẽ phân tích ra một một xíu nha, phân tích kỹ này. Trường hợp A nhá, bởi vì câu này thì qua làm câu số 7 này thì mới thấy là nhiều bạn vẫn đang đuối cái phần phương trình Young rút gọn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ nha. Các em chú ý này. À, Nguyễn Sinh Hùng ơi, cô đọc thiếu của em rồi. Đâu cô xem nào, Sinh Hùng đâu chỗ nào để tí cô đọc lại nha. Comment lại đi, nó bị trôi mất rồi Sinh Hùng ơi. Trường hợp A này, natri carbonat phản ứng với axit chlorhydric, đúng chưa? Thì các em chú ý nhá. Axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối thôi và đây là phản ứng trao đổi thông thường. Vậy thì mình sẽ thu được natri clorua, CO2 và nước. Cân bằng thì ở đây thêm 2 và HCl2 vào NaCl. Thế phương trình ion rút gọn này thì các bạn để ý nhá. Đầu tiên là mình viết phương trình ion đầy đủ trước. Natri carbonat vừa dễ tan vừa điện ly mạnh chuyển về ion 2Na cộng CO3 2 trừ. HCl chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh chuyển về dạng ion. Thế các em nhìn này, HCl ở đây có hai phân tử nhá. Vậy là 2H cộng và 2Cl trừ. Natri clorua ở đây cũng là hai phân tử natri clorua và natri clorua cũng là chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh. Vậy thì mình cũng chuyển về dạng ion. Vậy là 2Na cộng 2Cl trừ. CO2 chất khí để nguyên dưới dạng phân tử, nước chất điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. À, Nguyễn Sinh Hùng em comment ABCD mà cô đọc ABC còn D cô vứt đi luôn. Ok nha. Cô đọc lại nha, Sinh Hùng comment cả ABCD. Rồi.
Thế thì các em chú ý này, bây giờ nhá, chuyển về phương trình ion rút gọn thì mình sẽ lược bỏ đi các ion giống nhau ở hai vế này. Bên này có 2N cộng này, lược bỏ đi nhá. Cô gạch trực tiếp ở trên phương trình. Thế còn trong bài kiểm tra, nếu như đề bài mà cho là tự luận thì các em viết lại xuống phía dưới. Đây là phương trình ion đầy đủ, xong viết xuống phía dưới là phương trình ion rút gọn nhá. Còn ở đây là cô gạch trực tiếp lên phương trình, được chưa? Đây 2Cl trừ, bên này 2Cl trừ chúng ta lược đi. Vậy thì phương trình ion rút gọn ở đây là gì? CO32 trừ kết hợp với 2H cộng được CO2 và nước. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là mình có chọn cái trường hợp A. Trường hợp B này nhá, cô lại viết ra cho chúng ta này, bởi vì là nhiều bạn bị nhầm chỗ này, hay là nhiều bạn thì vẫn chưa chắc ở cái phần là chuyển từ phương trình phân tử về phương trình ion rút gọn, nên là cô sẽ phân tích kỹ ra nha. Thế thì các em chú ý này, kali carbonat K2CO3 phản ứng với axit nitric. Đó. Thì phản ứng này cũng là phản ứng trao đổi thông thường thôi. Nhá, axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối, phản ứng trao đổi thông thường. Thì mình thu được muối mới là kali nitrat và axit mới. Tuy nhiên axit mới, axit carbonic thì kém bền nên chúng ta sẽ ghi dưới dạng là CO2 và nước. Cân bằng phản ứng thì thêm 2 và HNO3 và 2 và kali nitrat. Đấy. Bây giờ mình sẽ viết phương trình ion đầy đủ nhá. Phương trình ion đầy đủ này. Đó. Thì đầu tiên là kali carbonat, chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, chuyển về ion 2K cộng và CO3 2 trừ. Đấy, axit nitric vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, chuyển về ion 2H cộng và 2NO3 trừ. Chú ý các em nha, ở đây là hai phân tử axit nitric. Tương tự với kali nitrat, chúng ta cũng viết thành 2K cộng và NO3 trừ. CO2 chất khí để nguyên dưới dạng phân tử, nước chất điện ly yếu để nguyên. Vậy bây giờ mình sẽ có phương trình ion rút gọn. Chính là gì? Lược đi các ion không tham gia phản ứng ở hai vế, hay là các ion giống nhau ở hai vế đấy. Thì đây các em nhìn này, ở đây là 2 và NO3 trừ nhá. Đấy. Cô chỉ cần viết thiếu một tí thôi là lát nữa chúng ta sẽ ra phương trình ion rút gọn không có chuẩn rồi đấy. Thì các em nhìn này, đây là hai phân tử kali nitrat, vậy thì chúng ta sẽ tách ra đây là 2K cộng và 2NO3 trừ, được chưa? Đấy, thế bây giờ mình lược thì ở bên này 2K cộng lược đi. 2NO3 trừ, 2NO3 trừ lược đi. Vậy đây có phải là CO3 2 trừ kết hợp với 2H cộng để được CO2 và nước không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái trường hợp B này sẽ chọn. Rất nhiều bạn bỏ C đi. Vậy bây giờ cô sẽ chữa này. Trường hợp D thì các em nhìn nhá. Natri carbonat và kali carbonat thì nó tính chất tương tự nhau. Đấy, nó cùng thuộc nhóm 1A. Kali và natri cùng thuộc nhóm 1A mà. Vậy thì nó tương tự nhau thôi. Vậy D chúng ta chọn nhá. Bây giờ còn C này. C thì các bạn để ý này, nhiều bạn bỏ đi cái ý C thì cô sẽ chữa cái ý C này cho chúng ta nha. Nhìn nhá, đây cô lấy một tờ giấy nháp để cô sẽ viết cho chúng ta này. Amoni carbonat NH4 tất cả 2 lần CO3 phản ứng với axit sulfuric. Đó, thế thì ở đây chúng ta sẽ thu được cái gì? Thu được muối mới và axit mới, cụ thể là amoni sunfat NH4 tất cả 2 lần SO4, CO2 và nước. Bây giờ chúng ta cùng chuyển nhá. Amoni carbonat, chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh. Chúng ta nhớ là tất cả các muối amoni đều tan. Vậy thì ở đây chuyển về ion 2NH4 cộng và CO3 2 trừ. H2SO4 tương tự, ban nãy chúng ta đã phân tích ở câu trên đấy. 2H cộng SO4 2 trừ. Amoni sunfat, chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, chuyển về ion 2NH4 cộng và SO4 2 trừ. CO2 chất khí để nguyên dưới dạng phân tử, nước chất điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Vậy bây giờ nhá, chúng ta sẽ lược bỏ đi các ion giống nhau ở hai vế này. Bên này 2NH4 cộng, 2NH4 cộng, lược bỏ đi. SO4 2 trừ, SO4 2 trừ, lược đi. Vậy có phải là CO3 2 trừ kết hợp với 2H cộng được CO2 và nước không? Vậy thì C chúng ta chọn nhá, C chọn.
Tiếp theo là E và G thì các bạn nhìn này. Canxi carbonate là chất có tan không? Chất khó tan đúng chưa? Vậy thì loại. Bởi vì là khi chuyển về phương trình ion rút gọn thì canxi carbonate chúng ta phải để nguyên dưới dạng phân tử bởi vì là chất khó tan. Đấy. Hay là magie carbonate thì cũng là chất khó tan. Khi viết phương trình ion rút gọn chúng ta phải để nguyên dưới dạng phân tử. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ loại E và G đi rồi. Nhá, có 4 phản ứng và cụ thể đó là A, B, C, D. Đấy, bạn nào mà chưa hình dung ra thì cô sẽ viết một đại diện cho canxi carbonate phản ứng với axit nitric nhá. Đấy, các bạn chưa hình dung ra thì cô sẽ viết này. Ở đây cũng là phản ứng trao đổi thôi, axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối. Vậy được canxi nitrat, CO2 và nước, được chưa? Cân bằng ở đây thêm 2 vào axit nitric. Thì nhớ là canxi carbonate là chất khó tan. Vậy để nguyên dưới dạng phân tử CaCO3. Axit nitric vậy chuyển về 2H cộng và 2NO3 trừ. Bên này canxi nitrat vừa dễ tan vừa điện ly mạnh, 2Ca cộng, 2NO à Ca2 cộng và 2NO3 trừ. Nhá, chỗ này cô đọc lộn nhá. Canxi nitrat chất vừa dễ tan vừa điện ly mạnh chuyển về Ca2 cộng và 2NO3 trừ, được chưa? CO2 chất khí để nguyên, nước chất điện ly yếu để nguyên. Vậy ở đây mình thấy là chỉ lược được đi NO3 trừ, 2NO3 trừ ở hai vế. Vậy thì chúng ta thấy phương trình ion rút gọn ở đây là gì? CaCO3 kết hợp với 2H cộng được Ca2 cộng, CO2 và nước. Nó không phải là cái phương trình này nha, được chưa? Câu số 7 nhá, chốt là đáp án C nha các em. Rồi. Cô cảm ơn Phương Yến Nhi gọi các bạn vào học nha. Cô chào Huy Trần nha. Một lòng yêu nước để avatar cờ đỏ sao vàng. Câu số 8 nào, câu số 8 cũng là kiểm tra cho chúng ta về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly đó. Câu số 8 nào các em ơi. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? Từ khóa nha, cùng tồn tại. Câu số 8 nào. Comment đi cô xem là đáp án ở câu số 8 này sẽ là gì đây các em nhỉ? Cùng tồn tại trong một dung dịch. Câu số 8. Comment đi cô xem nào, câu số 8 của chúng ta ở đây là gì nào? Khánh Huyền Yến Nhi Thế Anh, Nguyễn Minh Hiếu 8C, Nguyễn Minh Hiếu 8C sai quay lại với người yêu cũ. Kinh nhở, đã có người yêu rồi cơ à? Lớp trẻ thời nay giỏi thật. Đấy. Ngày xưa cô đến tận là học xong đại học mới có người yêu nhá. Thế mà mấy đứa giờ lớp 10, lớp 11 đã có người yêu rồi, giỏi thế. Rồi, chú ý nhá, yêu nhưng mà cố gắng là đừng để sao nhãng học hành nha. Yêu vào mà lại yêu vào rồi lại cái rốt lòi ra bài kiểm tra toàn 3 với 4 là chết dở đấy. Rồi câu số 8 nha, trong các cặp chất sau, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? Ôi thấy ngay là loại cái trường hợp A rồi, bởi vì là hai cái chất này có thể phản ứng được với nhau tạo ra kết tủa. Đúng không? Vậy loại A. Trường hợp B này cũng sẽ loại rồi. Bởi vì có phản ứng xảy ra. Giải phóng CO2 đúng không? Loại rồi, loại B rồi. Bây giờ đến D thì học lớp 10 rồi. Tạo ra kết tủa bạc clorua đúng không? Đó, vậy thì bây giờ chỉ có thể là C thôi. Câu 8 chọn C nhá. May quá, Hiếu nó không phải quay lại với người yêu cũ. Rồi. Yến Nhi Nguyệt Lê 8C chuẩn rồi. Rồi, bây giờ đến câu số 9. Câu số 9 cô in kiểu gì nó lại mất mất cái khúc sau.
Câu 9 nha, câu 9 đợi cô gấp cái đề lại. Câu 9 nha các em. Đó, in in kiểu gì mà nó bị nhảy mất hai cái đáp án này sang bên trang bên cạnh rồi. Câu số 9 nào. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Câu số 9 thì câu hỏi tương tự như câu số 8. Nào, chọn đáp án gì đây các em ơi? Câu số 9 nào. Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Sinh Hùng, một người nào đó, chọn 9A. Rồi, một người nào đó, rồi tên tên Facebook rất là hay, một người nào đó luôn. Và không biết là một người nào đó thì tên thật là gì, comment vào đây cô xem nào. Long Đăng 9A, Nguyễn Sinh Hùng cô chưa cho con chó ăn đúng không cô? Cô cho con chó ăn rồi, nhưng mà mọi người đi vào gọi đi test Covid cộng đồng, thế là thành ra là con chó nó thấy đông người nó sủa. Rồi, câu số 9 nào. Yến Nhi 9A, Nguyễn Minh Hiếu 9A sai hết Thương Thái Bảo. Trời ơi, khiếp, đừng đừng mang ra đùa thế, lỡ chẳng may sai thật thì sao. Rồi, Nhật An, Nguyễn Thị Thu Huệ, Mai Văn Thiện, Hoàng Nguyệt Lê 9A. Thế thì phân tích này, chắc chắn câu số 9 này là A rồi đúng không? Cùng tồn tại rồi, bởi vì cây ion trong cái trường hợp A này thì không có cái nào kết hợp với nhau để tạo thành chất mới cả, đúng không? Thế trường hợp B này thì chúng ta sẽ loại, bởi vì là gì? Học từ lớp 10 rồi, tạo thành kết tủa AgCl đúng không? Và axit nitric. Đó, vậy thì loại này. Trường hợp C ở đây thì phản ứng xảy ra rồi, axit mà đây axit HCl và bazơ kali hydroxit đúng không? Axit mà gặp bazơ thì thôi thôi rồi luôn. Kali clorua và nước đúng không? Đó. Tiếp theo này, trường hợp D cũng loại, bởi vì là natri hydroxit và natri hydrocarbonate thì có phản ứng rồi, tạo ra natri carbonate và nước. Đó, vậy thì chúng ta cũng sẽ loại. Bây giờ đến câu số 10 nha các em. Câu số 10, comment tiếp câu số 10 nào. Hôm nay thì chỉ có 20 câu thôi. Và không biết là các bạn đã làm được đúng bao nhiêu câu trong số các câu vừa chữa rồi. Câu số 10, các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Chú ý nhé, không cùng tồn tại trong một dung dịch. Comment đi. Một người nào đó, 10 chọn D, Nguyễn Minh Hiếu, 10 chọn D, Nguyễn Sinh Hùng, Yến Nhi, 10 chọn D. Thế Anh, 10 chọn D. Rồi. Một người nào đó 10 lụi D sai tỏ tình crush rồi, thế này thì còn lâu mới tỏ tình được người nào đó ơi. Nào các em ơi, phân tích nha. Không cùng tồn tại trong một dung dịch. Trường hợp A loại bởi vì là các ion này tồn tại rồi. B cũng loại rồi. C thì cũng loại luôn rồi, ở đây sẽ là D bởi vì có trường hợp là gì? Mg2 cộng kết hợp với 2OH trừ để được MgOH tất cả hai lần, đúng không? Do đó là cái trường hợp D này không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch rồi. Bây giờ đến câu số 11 nào các em. Câu số 11. Comment cô xem đáp án ở đây là gì nào. Câu số 11. Câu 11 nha các em. Mười một Yến Nhi, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Sinh Hùng, 11D. Một người nào đó, Long Đăng, Nông Thu Giang, 11D. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nha các em. 11, các ion nào có thể tồn tại trong một dung dịch? Thấy các bạn chọn D, vậy mình sẽ đi từ D luôn nha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ chọn D nhá. Ở đây mình loại A, bởi vì là có nhìn thấy ngay là Cu2 cộng kết hợp với OH trừ để được CuOH tất cả hai lần đúng không? Đấy. Trường hợp B chúng ta cũng thấy loại rồi. Nhìn thấy ngay Fe2 cộng có thể kết hợp với 2OH trừ để được FeOH tất cả hai lần, đúng chưa? Ngoài ra thì mình còn thấy là NH4 cộng này,
kết hợp với OH trừ này. Đấy. Đúng không? C. C thì thấy ngay rất nhiều cái có thể kết hợp được với nhau. Đấy, vậy C cũng loại, bởi vì mình thấy là chẳng hạn như là HCO3 trừ có thể kết hợp với OH trừ này, hay Al3 cộng có thể kết hợp được với OH trừ này, vân vân. Tức là chúng ta thấy rằng là C cũng loại. Bây giờ đến câu số 12 nha các em. Câu số 12. Comment đáp án ở câu số 12 nào các em. Rồi, 11 kìa. Minh Hiếu 11D sai chia tay người yêu. Thôi, ghê quá. Rồi, như vậy là câu số 11 thì cô thấy rất là nhiều bạn đúng. Rồi, như là bạn Phương hay là bạn Mạnh Blue này cũng chọn. À, Mạnh Blue 11 là D nha, Mạnh Blue nha. Rồi, câu số 12, cô đã thấy bạn comment đầu tiên là bạn Minh Hiếu 12D. Một người nào đó 12 lụi A sai thì sợ thì thôi. Nguyễn Thế Anh 12C. Thôi chết rồi, câu 12. Đây chính là câu trong đề khối A năm 2010 nhá. Câu 12 là câu trong đề khối A năm 2010. Đó, thế mà cô thấy là có 4 đáp án A, B, C, D thì cô thấy ở đây cô đã đọc đến 3 đáp án rồi. Ví dụ như là Minh Hiếu chọn D, một người nào đó thì chọn A. Đấy, Nguyễn Thế Anh thì chọn C. Thế thì bây giờ sẽ xem là gì? Nguyễn Minh Hiếu, cô ơi em đọc một số tài liệu thì CO có thể tác dụng được với natri hydroxit ở một số điều kiện nào đó. Thì Minh Hiếu ơi, ở đề này đã khống chế, đó là cho là gì? Ở nhiệt độ thường. Đó, từ khóa quan trọng nha. Đi thi thì cô vẫn bảo các bạn là từ khóa quan trọng thì mình khoanh lại. Đó, bởi vì bỏ đi từ khóa quan trọng thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn không chuẩn đâu. Ở đây đề bài khống chế cho là gì? Cho các chất, ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chất. Số chất tác dụng được với dung dịch natri hydroxit loãng ở nhiệt độ thường. Đấy, như vậy các bạn thấy tầm quan trọng của việc đọc kỹ đề và gạch chân từ khóa chưa? Câu số 12 nào? Comment lại nha các em ơi. Yến Nhi 12C, Nguyễn Sinh Hùng 12C. Nguyễn Sinh Hùng 12 sai yêu Minh Hiếu. Trời ơi Sinh Hùng ơi, làm cái trò này rồi lỡ yêu thật thì sao? Nhật An 12A. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chữa nha. Nguyễn Minh Hiếu, em không đọc kỹ đề rồi cô ơi. Đấy, thôi rồi, không đọc kỹ đề rồi. Cô Huyền vẫn bảo đấy, đi thi là làm sao? Đọc kỹ đề bài là quyết định phần thắng rất nhiều đấy. Đọc lộn đề bài thì là thôi rồi luôn đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem nhá. NaHCO3 thì sẽ chọn rồi. Ban nãy chúng ta từng phân tích rồi đúng không? CO thì không nhá. CO thì không, bởi vì CO là oxit trung tính. Mình học ở lớp 9 và nó không phản ứng với axit hay là bazơ ở điều kiện thường. Được chưa? Nhôm hydroxit lưỡng tính mình chọn nha. Sắt 3 hydroxit thì anh này là có tính bazơ, vậy loại nha. Vậy loại thì cô gạch đi này. HF, HF thì có rồi. Học từ lớp 10 rồi. Clo có thể phản ứng được với natri hydroxit ở điều kiện thường, vậy chúng ta sẽ chọn. Thế hỏi lại kiến thức lớp 9 theo nhớ hay quên này. Clo mà tác dụng với natri hydroxit ở điều kiện thường thì chúng ta thu được sản phẩm ở đây là gì các em nhỉ? Rồi, cô chào Văn Trương nha, chào Văn Trương. Clo mà tác dụng với natri hydroxit ở điều kiện thường thì sản phẩm thu được là gì các em còn nhớ không? Kiến thức lớp 10 còn nhớ hay đã quên? Kiến thức lớp 10 còn nhớ hay đã quên? Rồi. Như vậy, cô đã thấy Yến Nhi comment nhá, đó là nước ra ven. Đây, clo phản ứng với natri hydroxit ở điều kiện thường. Chúng ta sẽ thu được nước ra ven. Nhớ nha, để giả sử mà thi Trung học phổ thông quốc gia mà có hỏi cái câu này thì chúng ta còn làm được đúng không? Amoni clorua thì làm sao? Chọn nốt rồi. Vậy thì ở đây sẽ là gì? 1, 2, 3, 4 và 5. C nha các em, 5C nha.
Rồi, ngoài ra thì cô thấy Nguyễn Sinh Hùng này, một người nào đó, Nguyễn Minh Hiếu comment chuẩn rồi nhá. Clo tác dụng với natri hydroxit thu được nước Javen. Và nhớ nước Javen đấy chính là dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hypochlorit nha các em. Rồi, bây giờ đến câu số 13 nào. Đó, sắp trải qua được hết chặng đường ngày hôm nay rồi. Hôm nay có 20 câu, bây giờ đến câu số 13 rồi. Dãy gồm các chất hoặc dung dịch đều phản ứng được với sắt 2 clorua. Nào, chọn đi xem câu số 13 là gì nào. Câu số 13. Cô chào Văn Lam. Cô chào Văn Lam. Trời ơi, Minh Hiếu với Sinh Hùng. Nào. Mười ba Yến Nhi, Minh Hiếu, Sinh Hùng 13D. À, thấy các bạn đều chọn D. Vậy thì chúng ta thấy ngay, mình sẽ đi phân tích cái trường hợp D trước nha. Sắt 2 clorua mà phản ứng với clo, các bạn comment ra đây sản phẩm xem nào. Sắt 2 clorua mà phản ứng với clo thì sản phẩm thu được là gì? Nguyễn Minh Hiếu sai nghỉ học live cô Huyền. Rồi nhớ nha. Cô Huyền là rất là nhớ lâu và thù dai nha. Rồi. Nguyễn Minh Hiếu ăn cơm trưa rồi. Cái câu này thì chắc là cô, cái câu đấy thì bỏ cơm trưa hôm nay, cơm trưa ăn rồi còn gì nữa. Rồi. Nào, sắt 2 clorua phản ứng với clo. Đấy, ôn lại kiến thức cũ đúng không? Võ Thị Xuân Mai FeCl3, Nguyễn Sinh Hùng FeCl3 thì đúng rồi nhá, FeCl3. Ở đây thêm 2 và FeCl2 và 2 và FeCl3. Thế còn Na2S mà phản ứng với FeCl2 thì đây chúng ta sẽ thu được, đây là phản ứng trao đổi giữa hai muối, mình sẽ thu được hai muối mới, cụ thể là natri clorua và FeS và là chất kết tủa nhá. Cân bằng thêm 2 vào natri clorua. Được chưa? Và trường hợp cuối cùng là FeCl2 mà phản ứng với HNO3. Đó, thì các em chú ý nhá, chúng ta sẽ thu được muối sắt 3 nha. Đó, muối sắt 3, được chưa? Thì phần này cô sẽ viết tổng quan như thế này thôi ở trường hợp D nhá. Chú ý. Chú ý ở trường hợp D nhá, đó là gì? Ở đây là muối sắt 2, vậy khi phản ứng với axit nitric là chất oxy hóa mạnh thì nó sẽ đưa lên muối sắt 3 nhá. Như vậy câu số 13 là chọn D rồi. Bây giờ đến câu số 14 nha. Cho m gam natri hydroxit và dung dịch chứa m gam axit clohydric thì dung dịch sau phản ứng có môi trường là. Môi trường là gì đây các em? 14, cô đã thấy Minh Hiếu chọn C. Rồi, ngoài ra thì các bạn cũng comment là đáp án C. Mười bốn Phát Kim Bạch 14A, Long Đăng 14A, Sinh Hùng Thế Anh 14C. Thế thì câu số 14 này cô thấy bạn thì chọn A, bạn thì chọn C. Vậy cô sẽ phân tích kỹ câu số 14 này ra nhé các em nhé. Cô sẽ đi lấy giấy nháp ra trước đã. Đợi cô tí. Rồi câu số 14 này các em chú ý này. Cho natri hydroxit m gam vào dung dịch chứa m gam axit clohydric. Vậy có phải là mình có số mol của natri hydroxit theo m chính là m chia 40
mol đúng không? Thế còn số mol của axit chlorhydric ở đây chính là m, là khối lượng chia cho phân tử khối là 36,5. Bạn nào mà tinh ý thì xác định được là axit dư, vậy sau phản ứng sẽ thu được môi trường axit. Thế bạn nào mà vẫn chưa hình dung ra thì cô sẽ phân tích bằng phương trình hóa học này. Natri hydroxit phản ứng với axit chlorhydric thu được natri clorua và nước. Thay vào số mol của natri hydroxit là m trên 40. Số mol của axit là m trên 36,5. Vậy thì các em nhìn nhá. Tỷ lệ mol là 1:1. Đấy, tỷ lệ mol là 1:1, được chưa? Nhưng mà số mol của axit chlorhydric thì lớn hơn số mol của natri hydroxit. Ở đây chúng ta nếu như mà cẩn thận ra là lấy số mol chia hệ số, lấy số mol chia hệ số. Nhưng mà ở đây hệ số của natri hydroxit và axit chlorhydric là bằng nhau. Vậy chúng ta có thể bỏ qua cái phần hệ số ở dưới này, được chưa? M trên 36,5 là lớn hơn M trên 40 nha các em. Vậy suy ra axit dư nhá, axit dư thì sau phản ứng dung dịch thu được có môi trường axit nha các em, 14C. Và cái dạng bài câu số 14 này thì chúng ta rất là hay gặp trong các đề thi ở chương trình hóa học lớp 11 nhé. Câu số 15. Câu số 15 cô đã thấy bạn Tiến Suli Nguyễn 15A. Rồi. Minh Hiếu ơi, trời ơi, tập trung vào học đi chứ, cô vừa bảo rồi đấy. Yêu vào rồi cái rốt lòi ra bài kiểm tra toàn 3 với 4, cứ tập trung vào yêu à, mà để sao nhãng học hành là không được đâu. Cố gắng nha. Yêu nhưng mà không được để sao nhãng học hành. Mà bạn nào mà chưa có người yêu thì thôi, để thi đỗ đại học rồi hẳn yêu. Đỗ đại học lên đại học auto 10 người yêu luôn nha. Tập trung vào học đi. Rồi câu số 15 nào. Câu số 15 đáp án là gì đây? Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thế Anh, 15A. Rồi cô chốt nhá, ở đây câu số 15 là A. Cụ thể như sau này. Cho lần lượt từng cái dung dịch này phản ứng với bari carbonate. Thì với natri clorua thì hiện tượng là không có hiện tượng xuất hiện, đúng không? Không có hiện tượng gì. Natri hydrosulfat thì ở đây là gì? Có khí thoát ra kèm theo kết tủa xuất hiện. Thế còn với axit chlorhydric thì chỉ có khí thoát ra thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn A nha. Nhá. Cụ thể này. Cụ thể ở câu số 15 nhá. Natri clorua mà cho phản ứng với bari carbonate thì không có phản ứng xảy ra, được chưa? Natri hydrosulfat mà phản ứng với bari carbonate, natri hydrosulfat phản ứng với bari carbonate thì chúng ta sẽ thu được bari sulfat kết tủa giải phóng CO2 và nước, được chưa? Nhá. Cân bằng phản ứng thêm 2 vào natri hydrosulfat. Được chưa? HCl mà phản ứng với bari carbonate, chúng ta sẽ thu được bari clorua giải phóng CO2 và nước, được chưa? Đó. Nhá. Bây giờ đến câu số 16 nào các em, câu số 16. Hai dung dịch có pH bằng nhau là NaOHAM và BaOH, tất cả hai lần BM. Quan hệ giữa A và B là. Câu 16 nào các em. Nào, tập trung vào học nào, tập trung vào học nào mấy đứa ơi, comment nào. Câu 16 cô đã thấy bạn Yến Nhi chọn D này, thế còn các bạn khác thì sao?
Yến Suli Nguyễn 16D, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thế Anh 16D. Nguyễn Thùy Trang 16D. Đấy, tập trung vào học nha. Comment lung tung sao nhãng việc học là không nắm được bài là uổng lắm, phí thời gian lắm các em à. Rồi. Gia Trường 16D, Hoàng Hợi 16D. Thì các em để ý này, hai dung dịch có pH bằng nhau đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có là nồng độ OH trừ ở hai dung dịch bằng nhau. Thế mà NaOH thì có nồng độ OH trừ. Đây. Nháp xuống dưới này nhá. NaOH chất điện ly mạnh phân ly hoàn toàn ra Na cộng và OH trừ. Do đó nồng độ OH trừ do NaOH phân ly ra chính là bằng nồng độ của NaOH Am đúng chưa? Bari hydroxit cũng là chất điện ly mạnh phân ly hoàn toàn ra Ba2 cộng và OH trừ. Chú ý ở đây là 2OH trừ. Vậy nồng độ bari hydroxit là B thì nồng độ OH trừ do bari hydroxit phân ly ra là 2B. Như vậy để nồng độ OH trừ ở hai dung dịch là bằng nhau thì có phải là A bằng 2B đúng chưa? Vậy thì câu số 16 chọn D nha các em. Rồi, tiếp theo là đến câu số 17. Câu số 17 bây giờ là bài tập tính pH rồi. Nguyễn Minh Hiếu đã comment cụ thể ra đấy. Câu số 17 nào các em ơi. Câu số 17 là bài tập tính pH nhé. Bạn nào mà chưa đi lấy máy tính ra thì cô cho 2 phút để các bạn đi lấy máy tính ra. Sau khi lấy máy tính xong rồi thì mình cùng bấm xem là câu số 17 đáp án ở đây là gì nha các em. Comment đi nào các em ơi. Gia Trường Nguyễn Thế Anh 17C. Một người nào đó câu này không biết làm chọn toàn C. Phát Kim Bách Tiến Suli Nguyễn chọn C. Nào. Nguyễn Minh Hiếu ơi, bây giờ là câu số 17 rồi chứ còn câu số 14 nữa đâu mà comment câu 14. Câu số 17 nhá, phân tích này. Trộn dung dịch axit chlorhydric 0,2m và dung dịch bari hydroxit 0,2m có thể tích bằng nhau. pH của dung dịch thu được là. Thì khi làm bài tập ấy thì cô Huyền vẫn bảo các bạn là gì? Bước 1. Nhận dạng toán. Đấy, nhận được ra dạng toán là chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Đấy, đặc biệt là các bạn ở trong group kín thì cô Huyền vẫn phân tích cho chúng ta rất là kỹ đấy. Đó là mình đọc kỹ đề bài, được chưa? Phân tích dạng bài ở đây là gì? Đấy, vậy thì bước 1 này dạng bài, các bạn comment vào đây dạng bài của chúng ta ở đây là gì? Dạng bài, đấy, cứ mải comment cãi nhau đến lúc gì là thôi đấy. Nào, lát nữa Sinh Hùng với Minh Hiếu nhé, cho riêng vào cái group riêng, sau đó là phạt ở trong đấy nhá. Bởi vì là mất trật tự, ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác đúng không? Rồi Sơn Bi 17C, Nguyễn Thùy Trang 17C. Chào Long nha. Rồi, thì nhận dạng toán này các em ơi, ở đây chính là gì? Trộn hai dung dịch mà có xảy ra phản ứng. Đấy, đây là dạng toán to là trộn hai dung dịch có xảy ra phản ứng. Và cụ thể đó chính là gì? Trộn axit mạnh và bazơ mạnh. Đó, trộn axit mạnh và bazơ mạnh. Được chưa? Vậy nắm được dạng bài đây là trộn axit mạnh và bazơ mạnh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Bước thứ hai. Ở đây V bằng nhau tức là thể tích bằng nhau, vậy chúng ta sẽ giả sử
Thể tích hai dung dịch, cô ghi rõ ra nhá, thể tích hai dung dịch là V lít. Thể tích hai dung dịch là V lít, được chưa? Ghi thế này dễ, nhiều bạn lẫn. Vậy thể tích mỗi dung dịch nhá, thể tích mỗi dung dịch là V lít, được chưa? Giả sử thể tích mỗi dung dịch là V lít này. Bây giờ mình sẽ đi tính số mol H cộng. Số mol H cộng thì nồng độ là 0,2m này. Thể tích mình đặt là V, vậy thì số mol H cộng ở đây là 0,2V mol. Tính xong số mol H cộng thì mình sẽ đi tính số mol OH trừ. Thì nhớ là bari hydroxit là chất điện ly mạnh, số mol OH trừ được tính bằng 2 lần số mol bari hydroxit. Đó. Vậy ở đây là gì? 0,4V, đúng không? 2 nhân 0,2 nhân V, vậy 0,4V. Được chưa? Bước thứ 3, sau khi tính xong số mol rồi thì mình sẽ đi viết phương trình. Thì bản chất của phản ứng khi trộn axit mạnh và bazơ mạnh chính là H cộng kết hợp với OH trừ để được nước. Đúng không các em? Đó, H cộng kết hợp với OH trừ để được nước. Nhá. Vậy thì các em chú ý này, H cộng là 0,2V. OH trừ ở đây là 0,4V. Vậy có phải suy ra là OH trừ dư? Và dư ở đây là 0,4V trừ đi 0,2V và là dư 0,2V mol. Nhá. Đấy, viết tuần tự ra cho những bạn chưa tiếp xúc cái dạng này bao giờ. Vậy có số mol OH trừ dư rồi thì mình sẽ tính nồng độ OH trừ dư. Nồng độ OH trừ dư được tính bằng số mol dư này. Chia cho cái gì? Chia cho tổng thể tích sau khi trộn là V cộng với V là 2V đấy, hay chính là 0,1. Được chưa? Chính là 0,1. Vậy có nồng độ OH trừ dư rồi thì mình có là pH bằng 14 cộng với logarit nồng độ OH trừ dư. Vậy chính là bằng 14 cộng với logarit của 0,1, vậy là 13. Đúng chưa? 13 thì ở đây sẽ là C nha các em. 13 là C nha. Đó, bởi vì là có nhiều bạn thì chưa từng học đến cái phần này, do đó là cô sẽ phân tích kỹ ra nha. Được chưa? Like ngoài fanpage là dành cho tất cả các bạn, do đó là cô Huyền sẽ phân tích làm sao mà kỹ lưỡng nhất có thể cho chúng ta nhé. Rồi, ổn câu số 17 chưa các em? Ổn câu số 17 chưa các em? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp câu số 18 nha. Rồi, cô đã thấy các bạn comment ổn rồi. Vậy mình sẽ sang câu số 18 này. Câu số 18 tiếp tục là một bài tập về pH. Chú ý là ở trong chương 1 đấy thì dạng bài tập trọng tâm đó chính là bài tập về pH nhá. Bài tập trọng tâm là bài tập về pH. Ngoài ra thì còn có bài tập về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly, được chưa? Và trong buổi học này thì cô Huyền sẽ nhấn mạnh cho các em bài tập về pH. Nào, đến câu số 18 nào các em ơi. Câu số 18 nào.
Comment tiếp nào các em ơi. Câu 18. Thế anh Sơn Bi, Yến Nhi ra trường, Tiến Su Linh, Nguyễn, Nguyễn Thùy Trang 18A. Rồi, cô đã thấy các bạn comment câu số 18, đáp án là A. Vậy bây giờ cô sẽ cùng các em phân tích xem là đáp án câu số 18 này chính xác có phải là A không nha. Mình cùng đi vào phân tích câu số 18 này. Cho 40ml dung dịch axit chlorhydric 0,85m và 160ml dung dịch gồm bari hydroxit 0,08m, kali hydroxit 0,04m, pH của dung dịch thu được là. Như vậy ở đây câu số 18 nhé, các em nhận dạng. Nhận dạng đó là gì? Trộn axit mạnh với bazơ mạnh nhá. Trộn axit mạnh với bazơ mạnh. Đó. Thế trong lúc cô like thì có bạn inbox với cô là cô ơi, các bạn đã học được một thời gian rồi mà bây giờ em mới đăng ký lớp VIP hay là lớp học trong group kín ấy thì các em thì em có theo kịp được không? Thì lưu ý với các em nhé là vẫn theo kịp được. Bởi vì là lớp học trong group kín thì cô Huyền đang cùng các bạn vẫn đang học chương 1 nè nhá. Và ngoài ra thì cô Huyền có tặng kèm khóa quay bảng gồm lý thuyết và các dạng bài trọng tâm của chương trình hóa học lớp 11. Như vậy là các em có thể vừa học live vừa song song với học khóa quay bảng. Như vậy là học được nha các em. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm này. Đầu tiên là mình sẽ đi tính số mol H cộng. Số mol H cộng ở đây chính là bằng số mol của HCl, đúng chưa? 0,04 nhân với 0,85. Đó, bạn nào nhẩm tốt thì nhẩm. Còn ở đây cô thấy rằng là tầm này cô không dám nhẩm và cô sẽ bấm máy tính. Đó, 0,04 mà nhân với 0,85 ra là bao nhiêu? 0,034 đúng không? Tiếp này, số mol OH trừ bây giờ sẽ bằng bao nhiêu? Thì các em nhìn nhá, trộn 40ml axit với 160ml dung dịch gồm bari hydroxit và kali hydroxit. Hai bazơ này cũng là chất điện ly mạnh. Vậy thì chúng ta sẽ bảo toàn nhóm OH trừ thôi. Số mol OH trừ đây được tính bằng 2 lần số mol bari hydroxit cộng với số mol kali hydroxit. Vậy đây chính là 2 nhân với 0,16. Chú ý thể tích chuyển về lít nhá. Thể tích đổi về lít thì đây là 0,16 này. Đấy. Đây đổi về lít là bằng 0,04 lít này. Đó. Vậy 2 nhân 0,16 nhân tiếp với 0,08 cộng với 0,16 nhân 0,04. Mình sẽ xem là bao nhiêu nha. mol. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau này. Phản ứng xảy ra, bản chất là H cộng kết hợp với OH trừ. Được nước, đúng không? Vậy các em chú ý nhé, H cộng là 0,034. OH trừ là 0,032. Vậy từ đây có phải mình suy ra là H cộng dư, đúng không? Và cụ thể dư là 0,034 trừ đi 0,032 chính là bằng 0,002 mol. Vậy có số mol H cộng dư rồi thì bây giờ mình sẽ có
Nồng độ H cộng dư. Đây, nồng độ H cộng dư chính là bằng số mol là 0,002 chia cho tổng thể tích là 0,04 cộng với 0,16, đúng chưa? Vậy ở đây là bao nhiêu? 0,002 mà chia cho 0,2 thì là 0,01, đúng chưa? 0,01. Từ đây chúng ta sẽ có pH bằng trừ logarit nồng độ H cộng và là 2. Như vậy câu số 18 chọn A đúng không các em? Chọn A nhá. 18 chọn A. Bây giờ lật lại comment này, Tiến Suli Nguyễn, Nguyễn Thùy Trang, Yến Nhi, rồi Phát Kim Bách chuẩn rồi. Đó, 18 là A nha các em. Tiếp theo câu số 19 nào các em. Câu 19. Cô chào Quốc Nam, em đã trở lại rồi cô, rồi chào Quốc Nam. Nguyễn Thế Anh, Yến Nhi 19D, thế còn các bạn khác thì sao nào? Comment cô xem nào. Câu số 19 nào các em ơi. Câu số 19 nào các em? Cô vẫn đang chờ các bạn comment câu số 19 này, tiếp tục comment để chúng ta cùng chữa nào. Hoàng Hợi Thùy Trang ra trường 19D. Cô chào Huyền Diệu nha. Rồi câu số 19. Câu số 19 của chúng ta này, khi trộn 1 lít dung dịch bari hydroxit 0,01m với 200ml dung dịch axit chlorhydric 0,08m, rồi pha loãng dung dịch thu được 10 lần được dung dịch B. Dung dịch B có pH là nào? Thế thì các em ơi, đọc đề ở câu số 19 này chúng ta thấy rằng là gì? Câu số 19 dạng bài ở đây chính là gì? Trộn axit mạnh và bazơ mạnh, sau đó pha loãng. Đấy, chúng ta cứ nhận dạng được, dạng toán là chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Đây chính là trộn axit mạnh với bazơ mạnh, sau đó là pha loãng dung dịch, được chưa nhỉ? Rồi, Quốc Nam khó thế cô, em không biết làm nhưng mà em làm ra 19 giờ. Đó, rất là điêu luôn á. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Trước tiên mình sẽ xét bài toán pha trộn trước. Sau đó, mình xác định được cái nào dư thì mình lại đi xét tiếp pha loãng đúng không? Thế thì mình để ý này. Đầu tiên là mình sẽ tính số mol OH trừ. Thế đây bari hydroxit là chất điện ly mạnh, đúng chưa? Vậy bảo toàn nhóm OH thôi thì số mol OH trừ được tính bằng 2 lần số mol bari hydroxit. Vậy ở đây là bao nhiêu? 2 nhân với 0,01 nhân 1 hay chính là bằng 0,02 mol, đúng chưa?
Số mol H cộng chính là bằng số mol của axit chlorhydric và bằng 0,2 nhân với 0,04 0,008 mol. Đúng chưa? Các bạn có xác định được ra như thế này không? Tiếp theo này. Chọn bari hydroxit với axit chlorhydric. À, bản chất của phản ứng chính là H cộng kết hợp với OH trừ được nước, đúng không các em? Thế thì các em nhìn này, OH trừ là 0,02. H cộng là 0, à, cô đặt lộn nhá. H cộng ở đây là 0,08. OH trừ là 0,02, được chưa? Vậy nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? OH trừ dư. Và số mol dư chính là 0,02 trừ đi 0,008 là bao nhiêu? hai mol. Có số mol OH trừ dư rồi, thì ở đây mình sẽ tính nồng độ OH trừ dư. Nồng độ OH trừ dư được tính bằng số mol là 0,012 chia cho thể tích. Thể tích ở đây là 1 lít và 200 ml, thì chính là 1 cộng với 0,2 lít, đúng không? Vậy các em tính ra là bao nhiêu? 0,012 mà chia cho 1,2, đúng không? Chính là bao nhiêu? 0,01. Đúng chưa? Bây giờ mình sẽ phân tích tiếp này. Sau đó pha loãng dung dịch thu được 10 lần. Đấy. Tiếp theo này. Pha loãng dung dịch 10 lần. Tiếp nha. Bây giờ pha loãng dung dịch 10 lần. Vậy thì có phải là nồng độ OH trừ dư sau pha loãng, pha loãng thì có phải chính là bằng 0,01 chia 10 không? 0,001. Pha loãng đi 10 lần mà. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có pH ở đây được tính bằng 14 cộng với logarit nồng độ OH trừ. Vậy là 14 cộng với logarit của 0,001, vậy là 11. Được chưa? Như vậy câu số 19 chúng ta chính là đáp án D. Rồi, đáp án D nha các em. Pha loãng 10 lần. Rồi. Tiếp theo câu số 20 là các em. Rồi Quốc Nam phương pháp 3 dòng. Thì ở đây thì cô đang phân tích kỹ cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì có nắm vững được bản chất rồi thì chúng ta mới làm nhanh được. Và cô Huyền vẫn bảo là phương pháp, cô Huyền khi hướng dẫn các bạn đấy là sẽ hướng dẫn chậm trước để các bạn nắm chắc đã. Sau đó thì mới luyện làm nhanh. Được chưa? Câu số 20 là các em ơi, câu số 20. Rồi Quốc Nam pha loãng 10 lần nữa cô. Đúng rồi, pha loãng 10 lần nữa thì ở đây là cô đang xét này. Xét cái phần trên này là cái phần trộn trước này. Đấy, đang xét phần trộn. Sau đó đến phần dưới này là xét tiếp pha loãng 10 lần. Được chưa? Rồi, bây giờ đến câu số 20, câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay nào. Câu số 20 nào các em ơi, comment đi cô xem nào.
20 Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Gia Trường, 20A. Còn bạn nào khác comment cô xem nào. Comment tiếp cô xem câu 20 nào. Có phải là A không? Nguyễn Sinh Hùng 20B. Rồi, ra trường giải luôn đi cô, em đi đánh bài. Trời ơi, rồi câu 20 là A nha các em. Cụ thể như sau này. Thêm 25 ml dung dịch natri hydroxit 2M. Vậy số mol của natri hydroxit ở đây chúng ta tính được 0,025 nhân với 2 chính là bằng 0,05 mol, đúng chưa? Nhá. Vào 100 ml dung dịch axit sulfuric, đem dung dịch thu được tác dụng với natri hydrocarbonate dư thu được 5,6 lít CO2. Vậy số mol CO2 ở đây là 0,25 mol. Nhá. Thì các em để ý này, dung dịch sau phản ứng mà phản ứng với natri hydroxit tạo ra CO2, suy ra là có H cộng dư. Và cụ thể như sau, H cộng kết hợp với HCO3 trừ để được CO2 và nước. Được chưa? Đó. Vậy số mol CO2 ở đây là 0,25. Thì H cộng dư chính là 0,25 mol. Đúng không? Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ nhá. Trộn NaOH và H2SO4 thì có phải bản chất của phản ứng ở đây là H cộng kết hợp với OH trừ để được nước không? Mà mình có OH trừ chính là có số mol bằng natri hydroxit là 0,05 mol. H cộng ở đây tính như thế nào? Thì các em để ý nhá, cô giả sử nồng độ của nó là AM thì có phải là số mol đây nháp ra nhá, nháp này. Giả sử nồng độ của H2SO4 là AM thì có phải là số mol của H cộng chính là bằng 2 lần số mol axit, được chưa? Và bằng 0,2A, đúng chưa? Số mol H cộng ở đây chính là bằng 2 lần số mol axit và là 0,2A. Vậy thay vào 0,2A thì mình có là H cộng dư là 0,25. Vậy H cộng dư là 0,25 mol. Vậy có phải chúng ta suy ra là 0,2A trừ đi 0,05 bằng 0,25 không? Vậy suy luôn ra A đây là 1,5. Như vậy câu 20 chọn A, được chưa? Ổn chưa các em? Như vậy là sau hơn 1 tiếng rưỡi thì cô đã cùng các em như vậy là sau 1 tiếng rưỡi thì cô đã cùng các em giải quyết xong 20 câu đúng không? Rồi, như vậy là buổi học của chúng ta ngày hôm nay thì kết thúc tại đây nhá. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay thì kết thúc tại đây này. Và các em đăng ký học cùng cô, đăng ký học trong group kín, đăng ký học trong group kín thì các em hãy inbox fanpage
để được hỗ trợ nha, inbox fanpage. Ngoài ra thì các bạn có thể inbox, ngoài ra thì các em có thể inbox trợ giảng. Đó là hai chị Lê Nga Việt Sách và Thanh Thúy Việt Sách nha các em. Rồi buổi học của chúng ta xin phép được tạm dừng tại đây. Cô Huyền xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nha.